Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, Zika Audio xin chào anh Xuân nhé. Vâng, anh ở bến xe Cầu Rồng Hải Phòng. Vâng, anh có xem kênh YouTube và anh đặt cho mình một cái đôi chép PT6. Vâng, đây là hàng nhập Trung Quốc. Vâng, trước tiên em thay mặt công ty Zika Audio cảm ơn anh Xuân ạ. Vâng, anh Xuân nhất thì là đôi chép PT6 mà anh đã chọn lựa và anh có xem qua video đấy ạ. Vâng, thì bây giờ anh là vị khách nha, cũng là được sướng tên ở trên kênh YouTube Zika Audio. Vâng, thì anh ở cầu Rào Mai bên em ship xe Hải Âu vì bên em ở gần bến xe Gia Lâm. Vâng, và anh cũng nhận được qua bến xe thì mai bên em sẽ ship nhé. Vâng, thì đây là chép PT6 đấy ạ. Vâng, đây là hàng mới. Được làm cái màu đồng rất là lịch lãm, sang trọng. Và cái dòng này thì thường thường là bên em sẽ tặng kèm các bác là một cái tụ để chống cháy, để cho các bác tha hồ sử dụng đấy. Và bên em tặng kèm dây luôn ạ. Và bên em đã kết nối sẵn với các bác, chỉ việc về kết nối đằng sau loa hoặc đằng sau âm ly hoặc đằng sau đẩy thì bắt đầu các bác sử dụng được rồi ạ. Vâng, rất là đơn giản thôi ạ. Và các bác để ý cái họng đi ạ. Vâng, cái họng nó ở phía ngoài rất là to, phía trong nó được thu nhỏ lại để cho cái tính chép nó được bay hơn, xa hơn và sáng hơn ạ. Và phía bên trong nữa là có một cái đầu đạn nhìn rất là ngầu, gấu. Và chúng ta để trên một đôi loa thì rất là đẹp. Và thì em đang để tạm ở trên một cái vang để bên em test sự ổn định của cái chép PD6. Vâng, đây là cái chép đang hoạt động đấy ạ. Vâng, em quay sát vào cái giải chép các bác nghe nhé. Vâng, đang hoạt động đều luôn đấy ạ. Cho to lên tí ạ. Vâng, giải chép rất là tơi và sáng. Có thể nói một bài nhạc hay là một bản khúc tình ca nào đó mà không có giải chép được hỗ trợ thì nghe rất là bí. Nó phụ thuộc vào những cái dòng loa. Hầu như có rất là nhiều dòng loa không được hỗ trợ giải chép cao. Vì thế chúng ta nghe ở một giải chép bình thường thôi ạ. Nó không được sáng, một bản nhạc không được sáng. Vì thế chúng ta phải hỗ trợ thêm một cái chép rời. Hoặc là cũng có những dòng loa rất hay bị cháy chép. Vì thế các bác mà mua liên tục nhiều bác cũng thế nào. Vì thế các bác chơi xem một đôi loa chép rời bên ngoài này, cháy trong loa cũng được nhưng bên ngoài vẫn chạy vô tư. Vì thế giải chép được hỗ trợ liên tục. Đây là những cái tâm sự của các bác mà có gọi về cho Zika Audio. Vâng, hai cái chép này em đều tặng cho anh Sơn cái tụ nhá. Vì thế anh yên tâm ạ. Vâng, thì loa nào cũng ghép được với những dòng chép rời như thế này. Có những bác yêu giải chép cơ. Đấy, vì thế các bác tích hợp rất là tốt. Và giá thì cũng không quá là đắt đâu ạ. Vâng, em thì cũng đang kết nối đằng sau đẩy đấy ạ. Anh nghe tiếng chép rất là tơi, không hề bị chói. Vâng, bác nào muốn sở hữu một cái đôi loa chép PD6 hàng Trung Quốc này giống anh Xuân thì các bác hãy để lại số điện thoại trên kênh YouTube nhé. Rồi bên em sẽ lại cập nhật các cái comment của các bác trên kênh YouTube. Và các bác sẽ là những vị khách hàng thân thuộc của Zika Audio. Vâng, anh Xuân nhé, hiện tại cái đôi chép PT6 của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây xin phép bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh. Vâng, sáng mai bên em sẽ để sẵn và bắt đầu ship xe Hải Âu cho anh. Vâng, sau cùng em chúc anh Xuân và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống. Vâng, xin chào anh Xuân, hẹn gặp lại vào các clip tiếp theo ạ.